Đội bóng đã có được điểm số đầu tiên sau loạt trận đầu tiên. Thưa các bạn, như vậy là trong trận đấu này thì các cầu thủ Lucky hôm nay lại ra quân với trang phục màu vàng chứ không phải là màu hồng như lần trước nữa. Với hình ra quân của các cầu thủ Lucky trong trận đấu này có thủ môn Văn Lợi mang áo số 99. Và như vậy là trọng tài Văn Tâm đã cho trận đấu được bắt đầu. Văn Lợi mang áo số 99. Các cầu thủ số 5 Trần Sung, số 8 Trần Phát, số 16 Vũ Xuyên, số 4 Mâu Triển, số 9 Nguyễn Cư là Duy Tính. Tôi đưa trọng tài điều khiển trận đấu này là trọng tài chính Đặng Văn Tâm, hai trợ lý là ông Văn Linh và ông Hoàng Hảo, trọng tài thứ tư là ông Văn Quốc. Và phải nói lời cảm ơn với thời tiết trong buổi chiều hôm nay, cả đội đã thi đấu trong điều kiện sân bãi khô ráo và đây là cơ hội để các cầu thủ thể hiện mình. Không được rồi thì số 13 Huyền Thoại vừa có pha dâng cao và áp sát cầu môn của các đội với số 13 Huyền Thoại càng ngang vào trong sút không được. Rất tiếc là Thành Tuấn lại xuống hút bóng, lộ rồi. Thêm một tình huống đá phạt trực tiếp nữa. Đây là cự ly và gặp sút hết sức thuận lợi để các cầu thủ Công an Tân Phú có thể thực hiện một tình huống kết thúc thẳng. Sút đá không thành công và phối hợp đá phạt không tốt của các cầu thủ Công an Tân Phú. Phản công cho Lucky vẫn còn rất nỗ lực và pha lên bóng của cầu thủ mang áo số 12 Trung Tính. Lực lượng tấn công đang là hơi mỏng nhưng các cầu thủ áo vàng đã kịp dâng lên chuyền bóng vào. Cú đá như vậy quả thực không hề gây sát thương được cho thủ môn Trọng Tiến. Toàn bộ các cầu thủ đỏ đã dâng cao. Thanh Tuấn, Thái Nhân thực hiện cú đá ngay nhưng không thành công. Bắc Kỳ và thủ môn Trọng Tiến của Công an Tân Phú và chuyển bóng rất tốt cho Huyền Thoại và có bóng đi vào trong vòng cấm rồi. Là một loạt các động tác kỹ thuật, chuyển bóng vào không được. Các cầu thủ áo đỏ đã hóa giải nhanh tình huống này và đây sẽ là cơ hội mà họ sẽ tung ra pha phản công nhanh. Rất tốt và pha lên bóng của Thái Tân. Minh Tuệ không, là pha chuyển bóng của Bảo Toàn không thành công. 7 và sân 5 thì Việt vẫn duy trì được sân chơi 11 người, là một cố gắng tuyệt vời của các đội bóng và đặc biệt là ban tổ chức giải đấu Gia Phú năm nay. Giải đấu này sẽ là cơ hội rất tốt để các đội bóng vẫn duy trì được sân chơi 11 người, có cơ hội cọ sát, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Phản công nhanh, đội bóng với tốc độ rất cao, sút xa, cú đá tốt, đó là một cú đá tốt, bóng lại đi hơi cao. Người thực hiện cú sút là Hoàng Dương nhưng cự ly là hơi xa. Vẫn còn Hoàng Dương không được. Vậy là trọng tài xác định đã có lỗi. Ồ, trời rất hoa mỹ.
và có phong độ rất tốt nhưng chấn thương liên tiếp làm cho Trần Hải không còn duy trì được phong độ như trước nữa. Nhưng bóng đá với anh vẫn là một cái nghiệp, ngoài viết về bóng đá thì chơi bóng đá cũng là một điều mà Trần Hải thường xuyên làm vào trong các ngày trong tuần. Tuy nhiên thì việc tham gia giết cọp giết gông dừa hơi nhiều làm cho phong độ của Trần Hải. Chúng ta sẽ vào đây sút không được, rất tiếc là cú đá của Hoàng Dương này quá nhẹ. Đó là một pha phối hợp tốt giữa Trần Hải, Thanh Tuấn và cơ hội thuộc về Hoàng Dương. Hoàng Dương lại đá vào chân trái và trong tư thế hơi với. Rất tốt là Văn Dũng bật tường nhanh, pha tấn công biên của các cầu thủ áo đỏ. Văn Dũng bật tường rất là chọc khe rất hay, kịp công vẫn có lên. Hoàng Dương kịp công không được và giả tốt của thủ môn Văn Lợi đã hạn chế được khả năng kết thúc của các cầu thủ áo đỏ trong tình huống này. Vẫn còn rất hay Trần Hải, phát động tấn công hơi mạnh, bóng vẫn còn ở trong sân. Đắc Kỳ là đội bóng luôn luôn trình diễn một phong độ rất khó lường, có lúc thì họ chơi chậm và giống như là những người mới biết đá bóng, nhưng có lúc họ bừng tỉnh và chơi cực kỳ nguy hiểm với khả năng kết thúc đối thủ là quá mỏng để có thể tạo nên một thế trận nguy hiểm. Bây giờ là Hoàng Dương không được, Hoàng Dương cũng lấy đà rất mạnh nhưng mà anh đã chậm mất rồi, đối thủ đã áp sát. Vậy là Hoàng Dương đã gặp chấn thương. Hoàng Dương đã chỉnh bóng lấy đà rất kỹ trước khi tung ra kết thúc. Không sao cả, Hoàng Dương vẫn tiếp tục thi đấu được. Có lẽ là một phần thì hơi đau nhưng chủ yếu là anh tiếc cho cái tình huống vừa rồi mà thôi. Đứng trước bóng là Trần Hải. Thằng quỷ lên sao mày đăng ký mày đá mày. Là chuyền bóng vào không được, đá chưa vậy để thực hiện pha đá chiến thuật. Mày sao không đá? Như vậy đúng vào lúc này thì một trận đấu đã khép lại. Nóng đi. Sao không? Ây da. Nó tin
và tìm rủi tiềm ẩn những rủi ro. Vừa rồi thì đã được Trang Gia Phước vào tứ kết. Nếu như giữ được một tỷ số tốt thì FC Lức Tây vẫn còn đầy đủ các cơ hội để đi tiếp. Mặc dù chỉ là một giải đấu phong trào, tuy nhiên chất lượng ở một số trận đấu tại giải năm nay là tương đối cao. Giải đấu quy tụ được cả những cựu cầu thủ từng chơi bóng chuyên nghiệp và thậm chí là khoác áo các đội tuyển quốc gia. Không nguy hiểm, thủ môn của đội công an quận Tân Phú đã kịp cảnh giác, đó là Trọng Tiến. Trọng Tiến ở trận đấu gặp FC Đà Sơn đã có một màn thể hiện có thể nói là tuyệt vời. Thuật ngữ ngà bàn đèn thực ra là một cụm từ để chỉ những thành phần nghiện ngập trước đây, tức là hút thuốc phiện. Có lẽ là nhiều người trong chúng ta không biết được tại sao lại có thuật ngữ ngà bàn đèn. Thực ra ngà bàn đèn là dành cho những người nghiện hút ở những năm trước cách mạng 8. Và phần nhiều trong số đó là giới văn nghệ sĩ. Trong khi đó thì cụm từ xe đạp chống ngược có vẻ dễ hiểu hơn và cũng bình dân hơn. Đó là những màn đi xe đạp bốc đầu, người ta gọi là xe đạp chống ngược, huy được khả năng của mình. Đây có lẽ là cầu thủ mà khi có bóng đối phương không biết anh đi hướng bóng nào, rất nguy hiểm. Rõ ràng là không thể biết được anh đi bóng theo hướng nào. Người đeo áo chống ngược nguy hiểm quá, rất nguy hiểm. Không có tình huống phản đối, vẫn còn xuất đi, không được. Một đường bóng như thể trả về cho thủ môn đối phương. Đó không phải là một pha dứt điểm của hôm, tuy nhiên bóng cũng đi tương đối hiểm hóc. Một pha phạt công cho đội bóng áo vàng, quá đơn độc trên hàng công. Chỉ có một mình cầu thủ đeo áo số 7. Như vậy sẽ có một tình huống thẻ penalty. Theo quan sát của chúng tôi thì đó là một tình huống phạm lỗi từ ngoài khu vực cấm địa. Một hai cho đội FC Lucky. Đá cao được rồi.
Chúng tôi đã cảnh báo là khi trọng tài chưa mời còi mãn thuộc thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh trai! Rất may là thủ môn của đội FC Công an Tân Phú Trọng Tiến đã kịp thời bắt bài. Rất nguy hiểm. Vừa rồi thì đã không có một hậu vệ áo đỏ nào theo kèm cầu thủ đeo áo số 17 bên phía đội Lức Thì. Đây là cầu thủ rất nguy hiểm. Cầu thủ đeo áo số 17 đó là Trung Nguyên. Trận đấu giữa Lức Thì FC và Công an quận Tân Phú. Kết quả chung cuộc, đội Công an quận Tân Phú đã giành chiến thắng 2-1 và đang có 4 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó FC Lức Thì chỉ có 3 điểm sau 2 lượt trận và đang tạm xếp thứ 3 ở bảng đấu này. Đứng đầu bảng là đội FC Đà Sân với hiệu số bàn thắng bại là dương 3. Một trận đấu khá căng thẳng, tuy nhiên lại không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại lượt trận tiếp theo.